tứ niệm xứ, quán bốn chỗ thân thọ tâm pháp, không có ức chế, không có tác ý như định niệm hơi thở, hít vô hít ra. Nhưng khi không có niệm thì thấy hơi thở ra vô cách tự nhiên, một cách tự nhiên. Còn có ai, còn có ác pháp và cảm thọ dùng định vô lậu đuổi đi. Nhưng trong băng thầy giảng, khi ngồi tu tứ niệm xứ có dục sai mình đi, không đi, bảo mình làm mình không làm, bảo mình ngó mình không ngó, bảo mình đi mình không đi, nhất định chết bỏ phải ngồi sừng sững để đẩy lui ác pháp. Còn trong quyển 4 những lời Phật dạy, trong đoạn chú giải pháp hành tứ niệm xứ, thầy có dạy trong khi an trú thanh thản an lạc vô sự, nhưng tâm hướng đến đi chúng ta đi, hướng đến đứng chúng ta đừng đứng, vân vân như vậy. Quý như vậy, hai ý này có phải là hai giai đoạn thực hành của pháp môn tứ niệm xứ, hay hai ý trên là đặc cách của từng người, xin thầy chỉ dạy. Thật ra trong khi này đó, hai cái ý này là hai cái giai đoạn tu tập, chứ không phải một giai đoạn, chứ không phải đặt tướng đâu, mà đây là hai cái giai đoạn con hay giai đoạn. Để rồi bắt đầu buổi chiều thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái sự tu tập của mấy con, rồi thầy sẽ hướng dẫn cách thức mà đứng lên một cái đỉnh để mà chúng ta nhìn, mà chúng ta không phải dùng cái đỉnh đó mà để ức chế tâm thì nó mới được. Để rồi hướng dẫn lần lượt sẽ đi đến cái chỗ mà hướng dẫn, vì trải qua một ngày hôm qua thầy đã kiểm nghiệm mấy cô, cho nên thầy thấy nó có cái sai thì thầy biết là quý thầy cũng sẽ đi cái đường chung này chứ không có tật đâu, cho nên thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái sự hướng dẫn cho cách thức để mà biết cách để cho mình gác vốn cái cửa thành của mình, để cho không có cái người giặc nào mà vào đây phá cái cửa thành mình được, không chiếm vào cái bốn cửa thành mình được. Đó thì ở đây thì tại sao ở trong sách thầy có nói phải như vậy, là cái giai đoạn đó phải như vậy, còn có sách thì thầy nói lúc đứng lúc đi lúc ngồi đều là như vậy. Đúng là Đức Phật cũng dạy đúng như vậy đó, con có đọc những lời Phật dạy tập 4 phải không, bốn quay nghi đều đi đứng làm ngồi. Cái lúc bây giờ đó thì cái lúc cái giai đoạn nó cái niệm thô nó không còn nữa không? Còn cái lúc mà niệm thô còn á thì nó phải khác rồi, nó không phải là tứ niệm xứ, nó linh động, nó thay đổi từng chút. Bây giờ thầy kiểm điểm lại mấy con, coi mấy con đứng cái vị trí nào để mấy con quan sát bốn chỗ này. Bởi vì mấy con lầm tưởng rằng thầy khi mà thầy dạy thì có lúc thầy dạy rất rõ ràng, thầy bảo mình quan sát thân nè, rồi quan sát thọ nè, quan sát các cái tâm nè, rồi quan sát các pháp nè, cứ chạy vòng vòng quan sát hoài, thì giống như là một cái người lính mà chạy bốn cửa thành, chạy vòng vòng hoài thì như vậy thì quá mệt. Mấy con thấy hiểu điều đó. Nhưng bây giờ thì nói để mới nghe cho đúng cái nghĩa của cái bài kinh của tứ niệm xứ: trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, trên tâm quán tâm. Thì các con thấy Đức Phật bảo mình trên đó mình quán mà, thì giống như là mình chạy vòng vòng mình quán đó, chứ mình xem xét nói là quán cái gì, rõ không? Cho nên vì vậy thì cái ý của nó là nó nói vậy, nhưng mà khi mà áp dụng vào đó thì mấy con sẽ thấy, mấy con khi mà như thế này thầy nói cho mấy con nhận xét rõ. Khi mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham ly vi hết đi, đó là mấy con tác ý đầu tiên, không? Tất cả những cái niệm quá khứ vị lai không có được khởi ra trong cái tâm thanh tạng là vô sự, các con bảo nó dừng lại hết, không? Các con tác ý trước rồi các con mới tác ý tâm thanh tạng là vô sự, không? Bây giờ đó mình mới ngồi chơi thì các con sẽ thấy cái tâm của mình ở đâu. Mấy ngồi coi nhờ tôi chơi rồi mấy con không biết cái tâm à, thấy không? Mấy con thấy cái tâm chứ, ngồi chơi chứ không có tập trung, mấy con có tu định niệm hơi thở đâu. Nhưng mà lúc bây giờ tâm nó định trên thân mấy con đó, vậy nó định ở chỗ nào mấy con biết không? Trên hơi thở thì nó phải định ở trên cái động chứ, cái tâm mà nó định ở đâu được, nó phải định trên hơi thở gì, thì cái hơi thở là cái lô cốt của nó chứ gì. Không phải không? Cái đài nó đứng ở trên cao mà nó nhìn xuống để nó xem bốn cửa thành chứ, nó đứng ở chỗ nào được. Mà nếu nó cứ chạy lòng vòng, nó quán vậy thì nó chạy lòng vòng vậy, nó mệt, nó chết thì sao? Cái thằng lính này nó chạy vậy, nó làm sao nó làm? Cho nên nó phải đứng ở trên hơi thở. Nhưng đứng trên hơi thở rồi mấy con bắt đầu thấy, mấy con quen cái đặt hơi thở rồi đó. Không có lo quán sát bốn cửa thành, không có lo quan sát cái này, mà cứ lo nhìn cái hơi thở thì chết mấy con sai. Cho nên thầy kiểm nghiệm, thầy nói trời đất ơi, tu cái gì mà cứ hơi thở hít ra hít vô thế này, mà gọi là tu tứ niệm xứ. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Bây giờ các con biết cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó đó,
cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó là cái hơi thở chứ không có gì. Và đồng thời từng cái mạch máu trong người của mấy con nó đang nhả ra như thế nào nó biết được rồi, nó không phải riêng hơi thở đâu. Cái bụng phình xẹp như thế này nó lên xuống vậy mà các con cứ tập trung cái phình xẹp này thì già đời mấy con cũng chẳng phải tứ niệm xứ nữa. Bắt đầu đây là mình sắp tệ rồi đó, cho nên nó đẻ ra tầm bậy tầm bạ là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ này sai nè. Mình sắp tệ cũng từ tứ niệm xứ mà ra chứ bộ chỗ nào khác mấy con. Rồi nó đẻ ra quán hơi thở, rồi sổ tùy chỉ, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh của từ cái chỗ tu sai của tứ niệm xứ này mà ra. Cho nên các tổ đều lọt vào cái dòng của sai nè. Cho nên nó không phải ở chỗ đứng ở trên cái điểm đó để mà nhìn lại tứ niệm xứ. Đằng này á, mình đứng ở điểm đó các tu bắt tôi đầu tôi nhìn cái chỗ đó thôi. Tôi quên cái bỏ cái tứ niệm xứ tôi. Chứ cuối cùng mà tôi nhiếp tâm vô, vô lọt vô tưởng rồi cái tôi nói trời ơi chỗ này chỗ chứng đạo rồi. Không phải mấy con sai là cái sai chỗ này mà. Người ta đứng ở chỗ đó người ta nhìn, bởi vì tâm định trên thân mà, thân định trên tâm mà. Các con nghe cái câu Đức Phật dạy mà, tâm định trên thân. Diễn định cái chỗ nào, không lẽ nó định chỗ im lặng bất động nó là sao nó định? Nó phải định trên cái chỗ động hết chứ. Còn thấy cái tâm con mà nó còn biết con đi thì nó biết, còn nó phóng vật thì nó mất không biết cái gì. Nó phóng vật là nó khởi niệm ra hoặc nó theo, nó thấy cái người nào đi đó cái nó chạy theo thì tức là nó không biết cái gì. Rồi con hỏi. Con kính bạch thầy, trong lúc mà con đang đi cái niệm định giác định á, thì cái tâm mình lúc đó nó yên lặng tốt lắm. Nhưng mà sau mỗi lần đi cái là cái hơi thở nó thở ra thì cái niệm hay cái gì đó, nó cũng chạy theo cái hơi thở mà. Nó tưởng nó cũng chạy theo cái hơi thở mà thầy. Nếu mà con thở nhẹ nhẹ hoặc là thở từ từ ít lại thì nó lại ít vậy. Mình giữ với cái niệm lại. Mà nếu mình thở mạnh sao nó lại chạy niệm. Vậy thì thở mạnh cho nó niệm nó ra làm sao? Nó chạy lên đây nó bỏ. Vậy để con có cách thức mà con quậy cho nó ra thì ráng thở mạnh cho nó ra niệm mà để diệt nó. Mà trong lúc đi. Trong lúc đi, bởi vì con nên nhớ là khi mà cuối cùng thì các con thấy đi các con cũng dùng tứ niệm xứ được. Đâu phải, để rồi thầy kiểm nghiệm rồi thầy sẽ dạy cho con tới. Lần lượt rồi mấy con sẽ đi đúng chứ không có sai được. Bây giờ đứng cái chỗ mà để quan sát vốn cái cửa thành mấy con mà các con chưa nắm vững mà hay thôi thầy gợi ý cho mấy con thấy được một chút là khi mình nhắc tâm thanh thản là tác ý xong rồi thì bắt đầu mình giữ thanh thản thì mình thấy cái tâm mình ở chỗ nào thì bắt đầu mình thấy nó đứng ở đâu, bắt đầu nó đứng ở chỗ đó thì đừng bám cái chỗ nó đứng, đừng có nhìn quan sát cái chỗ đứng mà hãy nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Cho nên khi một người mà thấy cảm nhận được cái hơi thở mình rồi mà quan sát bốn chỗ thì dường như con mắt họ muốn đứng trồng. Không, mấy con nó không có tập trung ở chỗ đó mà nó gần như muốn đứng trồng để nó lo cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó. Các con hiểu chưa? Vì vậy mà mấy con nhúc nhích một cái là nó mất liền cái quan sát liền. Nó khởi niệm lên cũng mất liền. Nó cái gì nó cũng mất hết. Nhưng mà nó khởi niệm mình biết liền. Có cái thằng nó vô cửa thành này tôi biết liền, cho đó tôi lấy cái pháp này tôi đẩy nó ra. Bởi vậy nó rõ ràng lắm, nó tỉnh lắm. Dạ, nó vô tiếp bà thầy. Thì nó vô tiếp thằng năm nữa. Mà rồi. Nhiều bao nhiêu mà vô bao nhiêu ta làm hết. Rồi, bắt đầu nó khiến là ngứa, rồi nó khiến thì đúng rồi. Đúng rồi, nó đủ thứ muốn bà thầy. Thì nó đủ thứ, bởi vì thầy nói là phòng hộ bảo vệ tứ niệm xứ. Mà giờ giặt nó vô nó bao giây mà mình lại rút lui mình chạy. Thầy đã trang bị cho mấy con đủ pháp đủ cách. Khi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi đó mà mấy con nó tuôn vô bao nhiêu thì dùng cái loại vũ khí tối tân nhất để mà đuổi ra. Bây giờ dùng cái định vô lậu thấy nó chậm chạp quá, bắn tỉa từng thằng không được mà nó ào ạt thả bay vô thì pháp như lý tác ý nó còn đánh rác nó ra liền bằng pháp như lý tác ý gì bằng thanh thản an lạc vô sự. Nhắc liền, lúc bây giờ nhắc liền tâm thanh thản là vô sự, tâm thanh thản là vô sự thì nó vô được nữa không? Và thầy con bị thất bại cái chỗ là khi nó khởi lên cái muốn gì đó, cái dục gì đó thì mình thắng. Nó khởi lên chừng 2-3 dục cái là tự nhiên bắt mình phải đi làm theo nó. Vậy đấy con đạo hạng. Mà ở đây con nhớ rằng khi đó khi mà con tu tứ niệm xứ mà thầy dạy rồi đó, con biết rồi đó. Thì bám ngay vào cái lô cốt của con, bám ngay liền. Tức là ngay mà bị nó đánh như vậy rồi, ngay liền ôm hơi thở liền. Ôm lại hơi thở liền, tức là nhiếp tâm vô hơi thở, an trú vô liền. Để mà định trong hơi thở. Sau khi cái bọn này nó đánh con không được rồi, nó đi vắng rồi, bắt đầu con sợ. Biết gì con nhiếp vô an trú, nó không vô đâu. Nó vô đâu được. Do đó thấy tụi nó rút lui lui rồi, bắt đầu sợ ra. Bây giờ thực sự được tiếng như thế. Cách thức chiến đấu mà. Không, bây giờ mấy con mới chưa có học cái cách thức chiến đấu trên tứ niệm xứ mà bắt đầu bây giờ mới được dạy này, láng tháng thứ ba này mới dạy. Bây giờ nói sơ sơ thôi, sắp sửa tới giờ ăn cơm rồi phải không?
Chờ buổi chiều nay thầy kiểm điểm rồi hả, rồi bắt đầu mới biết cách thức tu, rồi lần lượt mới chỉ dẫn các con cái cách thức. Rồi con quá cái này con, ở đây phần nhiều là mấy con nhờ có tu, nhờ có tu mới có những kinh nghiệm, mới có hỏi. Chứ còn nếu mà hỏi hoàn toàn là hỏi điều đó là điều lợi ích trong sự thật tu. Chứ còn nếu mà không có tu, mà mấy người mà chưa có tu không biết đâu mà hỏi hết. Bây giờ có tu đâu biết được cái tâm của mình sao mà hỏi, mà có biết mình đứng ở chỗ nào đâu. Nói thì chỉ nghe chơi cho vui, chứ thiệt ra là họ không có tu, họ chưa có biết hết đâu. Còn có tu rồi nói mấy con sáng xuống, mà mấy con có tu rồi có trải qua mình sai rồi biết cái chỗ này cần, cho nên mấy con sẽ tu đúng đó mấy con. Thầy tin rằng cái sự hướng dẫn của thầy sẽ đưa mấy con đi tới nơi tới chỗ. Có nhiều con hỏi tiếp thì à, con viết trở lại để làm cho nó có cái bài, nó có cái sự mà càng viết thì càng hay con. Cho nên thầy đọc một cái cấp mà của con thầy thấy quá nhiều, nhưng mà không sao, đó là cái triển khai cái tri kiến của mình. Nhưng mà con nên nhớ là triển khai quá nó thành điên đó. Nhưng ở đây không có sao đâu, có điên có thầy không có sao đâu mà sợ. À, do đó thì cố gắng con, nhất là sau này mà triển khai cái đạo đức nhân bản đó, tức là cái đạo đức nhân bản để nhằm để thực hiện được cái đạo đức cho bản thân của mình. Mình nói ra cái điều điều kiện đó, cái đạo đức đó, mình phải cố gắng mình khắc phục, mình sống trong cái đạo đức đó. Và nó rất nhiều cái đạo đức, mấy con sẽ viết rất nhiều đạo đức. Và những cái sách đạo đức của mấy con, mỗi người có viết cách khác nhau chứ không có giống nhau đâu. Người thì nói ở góc độ này, người ở góc độ kia, đều là nói trên đạo đức hết. À, thấy cái vấn đề gì đó thì mấy con thầy gợi ý cho mấy con nắm vững. Sau đó qua cái lý luận của mấy con để mấy con xác định được cái đạo đức làm người. Xin thưa trường đạo, con lại cho con hỏi cho mình. Thì vậy là cái đề tài đạo đức nhân bản là con thấy như là tất cả những cái bài mà đã được đọc á, thấy nó chưa đi vô đúng cái điểm của đạo đức nhân bản rồi đó. Cái đề chưa nhận gì đã đúng được cái đề tài đó. Nó tính chất một cách chung chung thôi. Thì bây giờ cái bài cũng hay là bài cũng nhiều, cũng đang thích đại thường. Rồi bây giờ trong lão phê đồng bài cũng vậy, chắc chắn là con sẽ dựa vào trong đó là cũng làm, cũng chuyển ra thêm cái bài làm của con là nó sẽ chính xác. À, lẽ đương nhiên là mình phải lần lượt mình phải chính xác hơn. Yeah. Ví dụ như bây giờ đây là cái nói về cái đạo đức nhân bản nhân quả, thì đầu tiên mình phải giới thiệu, mình nói về cái vấn đề của cái đạo đức trong rõ ràng, giới thiệu cho người ta biết mình sẽ nói đạo đức gì. Và đồng thời khi mà mình đại khái cho cái thấy cái đường đi của nhân quả là qua khẩu hành, qua ý miệng thân của mình, đó là cái đường đi của đạo đức của nhân bản, nó đi ở chỗ cái đường đó. Do đó người ta biết được cái đường đi rồi thì bắt đầu bây giờ mình muốn nói cái đạo đức nào trước cũng được hết, không có cần vào đạo đức nào mình thấy cần hợp với mình và cái mẫu chuyện mình thấy thiết thực cụ thể thì mình đưa cái mẫu chuyện ra. Thì trước khi mình đưa cái mẫu chuyện ra thì mình phải có giới thiệu về cái đạo đức đó, rồi mình mới đưa cái mẫu chuyện để mà để cho nó dẫn người ta đi vào một cái thích thú hơn, để rồi người ta thấy từng cái hành động của trong mẫu chuyện đó, rồi mình kết luận mình sẽ nói được rõ ràng cái đạo đức đó, cái hành động đó là đạo đức như vậy, làm cho người ta chú ý hơn nhiều để mà hướng dẫn cho họ đi vào cái hành động thiện, hành động tốt. Thì gọi là theo cái phần của con kiến nó từng phần như vậy, nó chưa có rộng, nó còn bó hẹp quá. Bây giờ con phải tiếp rộng ra từ hành động tiếp rộng ra. À, một cái mẫu chuyện thì nó có một cái hành động đạo đức thôi. À, còn nếu mà con lý luận nhiều quá nó làm người ta lại lãng nữa. À, chỉ mình xoáy làm sao cho thấy được cái hành động đạo đức một cách rất là rõ ràng cụ thể, để cho người ta thấy cái này cái lợi ích lớn cho cái bản thân của họ, thì cái đó là cái viết sách đạo đức rất hay. Còn nếu mà mình luận ở trong cái đạo đức đó, ví dụ như về Nguyên Thanh viết cái này đó thì nó hơi có dài dòng, hơi có dài dòng, cho nên vì vậy đó nói như là mình đọc một cuốn sách mà nó có lý luận nhiều đó thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta nó lãng mất cái ý tập trung, ý mất tập trung. Nó bị những cái lý luận khác đó, nó làm chúng ta mất cái tập trung của cái đề tài đó. Cho nên sự thật ra thì lần lượt thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức để mà viết, đừng có làm cho chúng ta nó lãng, cho cái người đọc nó lãng qua cái ý chính của cái đạo đức, cái hành động đạo đức. Như vậy, nhưng mà ý con muốn hỏi là như vậy là cái bài viết của con nó đúng với cái đề tài, mình đúng với cái đề tài. Cái bài nó tùy theo cái bài dài hoặc là cái bài ngắn, nhưng mà làm sao nó làm sao mà thu hút được, nó lôi cuốn được cái tâm người, người ta đọc mà người ta bị hút vào cái mẫu chuyện để dẫn dắt cho họ đến cái hành động đạo đức, thì cái đó là cái hay. Còn nếu mà chúng ta không có cái mẫu chuyện mà chúng ta lý luận suông suông á,
thì làm cho người khác nó bị trong cái lý luận của chúng ta, nói cũng nói đạo đức đó, lý luận đạo đức đó, nhưng mà nó không hấp dẫn, không lôi cuốn họ đâu. Thậm chí họ đọc cái câu chuyện đạo đức rồi họ rất xúc động, nó gây cái xúc động đó mà nó biến thành cái hành động đạo đức của họ. Họ không ngờ nó đã chôn sâu vào cái tiềm thức của họ khi đọc cái mẫu chuyện chúng ta đưa ra. Rồi đồng thời trong trước đó thì nó biến trở thành cái hành động đạo đức của cái người đó, mà chính cái người đọc họ đã biến thành cái đạo đức. Nó khéo léo của cái người viết sách đạo đức để dẫn người ta vào cái hành động đạo đức bằng một cái câu chuyện nó rất là xúc động, nó làm cho người ta không thể làm cái hành động ác đó được nữa. Đó là cái hay của cái người viết sách đạo đức. Đó là một cách thức đó. Cho nên thầy nói thầy bị gì lớn tuổi rồi, mà nếu mà thầy được ở không mà thầy viết sách đạo đức á, thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thấy rằng khi mà thầy viết cái bộ sách mà Mười Giới Đức Tánh Sa Di, mấy con đọc mấy con xúc động, mấy con sẽ xúc động trước những cái hành động của bà Gia Du Đà La, trước cái hình ảnh của Đức Phật. Rồi trong khi các con xúc động trước cái chú bé mà được Đức Phật giáo dục trên những cái đạo đức, các con thấy không? Nó làm cho chúng ta sống động thật sự. Cho nên ai đọc cái cuốn mà Mười Giới Đức Tánh Sa Di mà không xúc động, mấy con đọc lại đấy, ok con xuống nó mát. Mấy con thấy đó là thầy dẫn dắt mấy con đi vào cái chỗ để mấy con thực hiện cái đạo đức đó. Cái đó là cái thực tế đó. Cho nên mình muốn viết một cái bài đạo đức nào đi nữa, mình cũng gây được cái xúc động. Cho nên thí dụ như tại sao thầy cho thầy Chân Thành đọc cái bài của thầy Chân Thành, xúc động lắm con. Cái hoàn cảnh đó mình tự nhiên nó nhắc nhở mình làm cái gì phải có trọng trách không? Cái đức trọng trách của mình, trách nhiệm của mình mà. Thành ra mình thấy một sự đau khổ của một cả gia đình của người ta 20 năm trời mà gà trống nuôi con, mấy con thấy một cái khổ ghê gớm lắm cho mấy con biết. Nghĩa là con còn nhỏ rồi ỉa đái của nó mà người cha phải đi làm tất cả những cái này, mấy con biết, mà cả một cái cuộc đời sống nữa, thì các con biết cái nỗi khổ mà chỉ có một cái giấc ngủ tầm thường như vậy mà để lại cái hậu quả to lớn chứ đâu phải. Các con thấy mình đọc vậy đó mình thấy xúc động chứ đâu phải là không xúc. Mà cái sự thiếu trách nhiệm của một chút xíu, chỉ có một mấy giờ đồng hồ mà ham ngủ của chút xíu thôi, đó là cái đức trách nhiệm của mọi người. Khi chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta phải có trách nhiệm. Thì do đó con thấy cái này quá cụ thể rõ ràng gì, mà khi một người đọc rồi mà một người mà có cái tâm hồn thấy cái nỗi khổ đó thì bắt đầu chúng ta làm gì chúng ta phải có trách nhiệm đó, để đừng đem lại nỗi khổ cho người khác. Đó các con thấy chưa, đó là vậy mới xếp đạo đức chứ. Vì vậy mà thầy muốn hướng dẫn mấy con trở thành những cái ngòi bút đạo đức để thay thầy, chứ không lẽ mà thầy cứ ngồi thầy viết đạo đức hoài sao? Chứ thầy biết hết. Kính bạch thầy, các cái mẫu chuyện vừa rồi của con thì rất là hay, ai cũng có một mẫu chuyện hay, nhưng mà con cái là được con chưa đi sâu vào. Thứ hai nữa là cái giải thích của tụi con còn rời rạc, nó rời rạc, thì bây giờ làm sao mà sửa lại những cái mẫu chuyện, những cái giải thích mà cho nó có xúc tích á, thì nó là một cái cách đạo đức con thấy cũng là tuyệt vời. Đúng đó con, bởi vì thầy đọc lại những bài, bởi vì mỗi bài của các con thầy đều đọc hết, những cái mẫu chuyện mấy con đưa ra rất là hay. Thầy nói bây giờ mà thầy ngồi viết sách đạo đức là những cái mẫu chuyện của các con là mẫu chuyện thật đó. Thầy đem vô, thầy áp dụng vô, thầy viết sách đạo đức thầy nổi bật đó. Thầy gợi cái chuyện của mấy con viết nó không có gợi người ta xúc động, chứ mà thầy viết cái ngòi bút của thầy viết rồi người ta sẽ khóc á, chứ không phải không. Cái khéo léo đó mấy con, cho nên vì vậy mà mấy con tập luyện dần thì mấy con sẽ làm được những cái điều này. Thay thầy mấy con, thật sự mà thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thay thầy làm công việc này để đem lại cái nền đạo đức cho con người mấy con. Bằng tay của mấy con, mà trí óc của mấy con mà được thầy đào mắng tạo đời luyện thì mấy con sẽ trở thành cái điều đó. Những người có sẵn rồi thì cần khéo léo để mà hướng dẫn từng chút. Ví dụ như những cái thừa được thầy hướng dẫn sẽ gạt bỏ để xoáy cho mạnh, lần lượt rồi mình sẽ quen dần, cái ngòi bút của mình sẽ tự tình tốt. Cho nên những cái người mà cầm bút được ở trong này thì thấy nhiều. Đây, cái bài Chân Thành vừa rồi thầy Chân Thành đã đọc rất là cảm động, nhưng mà con cũng xin nói một chút xíu về thầy là những cái giải thích nó của con đó, là nên con nói là nó rườm rà vậy đó, không riêng là thầy mà riêng là con. Đúng rồi, mấy con còn giải thích rườm rà. Nhưng mà cái bài rất là xúc động, đọc mà con cảm động lắm. Và thầy là đợt tới đây tụi con phải viết cái bài gì? À, đợt tới thì mấy con sẽ viết về cái bài, coi như là bây giờ về đạo đức mấy con viết rồi phải không? Ở đây nộp thầy thấy bảo đạo đức không nè? Đạo đức không phải không? Thì cứ đương nhiên bài là này là các pháp vô thường mà thầy. Các pháp vô thường, tả mấy con là các pháp vô thường đó. Còn cái bài mấy con nộp cái pháp vô thường để các pháp vô thường. Còn các pháp vô thường đó. Vậy thì người nào mà còn quán các pháp vô thường thì mấy con còn ở lại lớp chứ không có được học cái lớp mà tướng niệm xứ. Người nào mà học
các pháp vô thường rồi, dạ. Thì mấy con sẽ học rồi, thì mấy con sẽ được dự buổi chiều nay học về tứ niệm xứ. Mà các pháp vô thường mà chưa rồi thì mấy con không có được dự vào cái lớp tứ niệm xứ. Bởi vì từ nhân quả đến các pháp vô thường, thân vô thường rồi các pháp vô thường gì, dạ, thì mấy con dự vào cái lớp tứ niệm xứ để dùng cái tri kiến đó mà xả từng tâm niệm của mình. Còn mấy con chưa rồi, và đồng thời thì tiếp tục thì mấy con viết đạo đức nhân bản nhân quả rồi. Đạo đức nhân bản không, mấy con thấy viết đạo đức nhân bản. Mà bây giờ mấy con chưa viết đạo đức nhân bản phải không? Biết rồi. Có rồi rồi hả? Rồi thì bây giờ mấy con sẽ viết tới thân bất tịnh, quán thân bất tịnh. Nói về cái thân bất tịnh. Rồi khi mà quán thân bất tịnh rồi thì mấy con sẽ viết tới bài quán tâm từ, rồi quán tâm bi, rồi quán tâm hỷ, quán tâm xả. Bốn cái những cái điều kiện này mấy con sẽ tiếp tục, mấy con sẽ học từ bi hỷ xả. Mục đích của chúng ta để học cho rộng được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để mấy con gì, xả tâm này, xả các niệm này, này. Đó là cách thức đường đi để dẫn dắt cho con định vô lậu, để mà quét cho sạch ma cái tham si này ra hết. Dạ, thầy con chỉ nói. Dạ, con hỏi. Như thời gian mà thầy nói là 5 tháng cũng quá ngắn, mà nếu mà mình làm bài như thầy nói thì con thấy thời gian cũng vừa đủ. Mà nếu làm bài đạo đức căn bản mà thầy nói 1000 trang dài quá sao làm? Thầy, thầy nói vậy chứ, nhưng mấy con phải 5 tháng. Khi mà thầy đến cái định vô lậu rồi thì mấy con còn chỉ có quán thân bất tịnh để đối trị tâm sắc dục. À, rồi mấy con sẽ quán cái tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và tới đây thì thay vì mấy con quán thập nhị nhân duyên nè, quán thập thất kiết sử nè, quán thân ngũ uẩn nè. À, tất cả những cái này mấy con quán, nhưng mà thì dừng lại đây 5 tháng phải đạt được đạo rồi từng đó sẽ quán sao. Từng đó mấy con rõ như thật rồi. À, bắt đầu bây giờ phải lo xả cái tâm mình cho rốt ráo, cho hãng hoài hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ này, cho biết cách thực hiện tứ niệm xứ này. Thì còn 5 tháng nữa, nếu chứng đạo rồi thì mấy con đủ thần lực rồi thì thôi khỏi gì nữa. Mà thì do lúc bây giờ mấy con chỉ cần triển khai cái đạo đức nhân bản nhân quả mới viết cho thầy 1000 trang. Còn bây giờ mấy con chỉ, thầy chỉ nêu lên cho mấy con thấy cái dàn bài cách thức để mà soạn thảo cái bộ đạo đức đó thôi, và gợi ý cho mấy con phải viết cả 1000 trang, phải không? Nhưng mà 5 tháng sau rồi sẽ viết, chứ bây giờ chưa có viết mà ngồi đó mà viết thì chắc chắn là không có bây giờ. Hiểu chưa? Bây giờ lo quán thân bất tịnh cái đã. Thưa thầy, con hôm nay là nộp cái bài đạo đức tu sinh rồi đấy. À, như vậy là thế bây giờ con dừng lại để cái quán được cái tứ niệm xứ ạ. À, cái về lo tứ niệm xứ con, bởi vì thầy đã hướng dẫn mấy con. Thôi dừng khô kiếm. À, quán thân bất tịnh cái bài. À, bây giờ quán thân bất tịnh con. À, mấy con chưa mà, chưa quán tâm bất tịnh mà. À, còn đạo đức mấy con dừng lại, bởi vì đây gợi ý cho mấy con nắm vững thôi. Có thì giờ nào rảnh thì mấy con bắt đầu giới thiệu về đạo đức nhân quả, còn không có thì thôi. Mấy con viết từng bài chứ đâu phải, phải không? Mà bây giờ lo tu thì thôi, dẹp hết đi xuống để mà lo tu tứ niệm xứ nè. Cái này là cái quan trọng. Rồi con hỏi thầy. Cô học là thầy, như trong cái bài là mấy con về thầy có nói như vậy là nát dụng vào thâu thường vào tứ niệm xứ để xả tâm lên dục biết cách như vậy. Buổi chiều nay con có tham dự được có chứ, con phải tham dự để nghe, để mà áp dụng vào tứ niệm xứ. Lẽ ra thì con chưa có xong, nhưng mà thôi thầy cho đặt cách cho mấy con, chứ thiệt ra mấy con bị làm đi làm lại đó. Thẻ là mà đầu tiên mấy con bài đó mấy con làm thì bây giờ mấy con đã xong tất cả những cái nhân quả, cái các pháp vô thường rồi. Nhưng mà vì mấy con lặp đi lặp lại để cho nó thấm nhuần đó, mấy con viết nhiều lần đó, thì do đó thì coi như là mấy con cũng đã hiểu rồi chứ không phải không đâu. Vì có người nào mà học trong cái lớp này mà đồng thời trong 2 tháng này mà không hiểu về nhân quả vô thường ở dưới các pháp vô thường đâu, có người hiểu hết rồi nhưng mà cạn sâu thôi. Bây giờ áp dụng rồi lần lượt mấy con sẽ quán thêm, và đồng thời thầy gợi ý cho mấy con là các con đang là những người học đạo đức nhân bản, và những người đang sống trong đạo đức nhân bản mà cách thức sẽ viết nó như vậy. Chứ bây giờ đợi mà có con viết 1000 trang chắc là ít ra cũng 2 năm nữa rồi thầy mới dạy mấy con mới tu tứ niệm xứ mới được. Thì nó vậy là thầy muốn mấy con phải tu chứng ngày mai ngày mốt thầy ra đi rồi. Thì thí dụ như năm nay thầy còn sống thì hướng dẫn, mà sang năm thầy đi rồi mà mấy con chưa chứng tứ niệm xứ làm sao đây, phải không? Cái này quan trọng hơn là cái bộ sách đạo đức. Mấy con chứng rồi thì đạo đức mấy con dễ viết chứ đâu có gì khó. Chứ thầy có ai dạy thầy viết sách đạo đức đâu, có ai dạy thầy soạn cái giáo trình mà tu học bằng cái đạo đức này đâu. Nhưng mà từ cái trí thông minh thầy quan sát rồi thì tìm ra được cái hướng đi và cách thức để mà
giáo dục đào tạo. Đức Phật đâu để lại cái bát chánh đạo, cái tám cái lớp học như thế này, cái chương trình ba cấp giới định tuệ như thế này, nhưng mà chưa có được ai dạy thầy. Nhưng mà tại sao thầy biết được? Là do cái chỗ trí tuệ của thầy đã thấy được cái đường đi của đạo Phật và cái chương trình giáo dục đào tạo. Có ai bao giờ nói điều này? Nhưng mà tại cái tâm minh của thầy quan sát, thầy thấy đúng là Đức Phật đã đưa ra cái chương trình giáo dục, chứ không phải là cái pháp sơ sơ. Cho nên vì vậy mà thầy triển khai theo cái hiểu biết của cái trí tuệ của thầy, thầy triển khai nó thành ra cái lớp học. Thầy mới vẽ trong đầu của thầy nó có giáo trình phải học bài nào trước bài nào sau, chứ không có lộn xộn được, phải không? Hiểu chưa? À, cho nên bây giờ thầy cũng dạy mấy con để viết cái đạo đức đang ở trong cái môn học đạo đức nhân quả, rồi các pháp vô thường, thì mấy con sẽ nắm vững được cái nhân quả, mấy con viết nó làm thâm sâu. Nhưng mà thầy thấy bây giờ cần thiết mấy con tu, cái thời gian của thầy nó không đợi, cái tuổi già của thầy nó không đợi, thì làm sao mà các con thấy thầy mạnh khỏe như người khác nhưng ngày mai thầy chết sao? Thầy là người chết tốt chứ đâu phải chết xấu sao mà thấy thầy bây giờ lụm cụm đi hết muốn nổi rồi, da thầy xanh ẻo vàng khè đó, chắc thầy sắp chết. Thì thật mấy con thấy thầy có da xanh mặt ẻo bao giờ đâu, nhưng mà nó dễ chết chứ đâu phải là không chết đâu. Mấy con đừng có tưởng mấy người mà người ta tu đàng hoàng rồi người ta chết da hồng hào chứ đâu phải là da xanh mặt vàng. Chửi có mấy cái người mà thủng á, uống rượu nhiều mới da vàng mới mặt ổn chứ còn đối với thầy là sao có chuyện đó được. Nhưng mà sự chết nó vẫn chết chứ, bởi vì vô thường mà mấy con nói. Cho nên vì vậy mà thầy lo cái lớp này đào tạo cho được, thì không lẽ bây giờ cứ ngồi chờ viết cho 1000 trang giấy này thì cái thời gian ở đâu mấy con tu? Các con hiểu? Rồi, thôi hết giờ, thôi giờ nhớ kỹ, chiều nay mấy con sẽ đến đây dự cái lớp kế. Cái...